rất vui là được gặp lại toàn thể quý anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay Hiền Kim lại xin báo giá chi tiết một chiếc xe Kia Cerato số tự động 2018 bản 1.6, biển số 99 Bắc Ninh, và xe order hơn 4 vạn. Chất lượng xe thì bên em cam kết 100%, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Mà với chiếc Kia Cerato số tự động màu đỏ này thì bên em đang chào bán với giá là 570 triệu, hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Hiền Kim kính mời toàn thể quý anh chị và các bạn, từ từ con đây, cho con đây vào, cùng tham khảo qua chiếc Kia Cerato số tự động bản 1.6 màu đỏ. Rất là đẹp, trẻ trung, năng động. Option thì rất là đầy đủ luôn, như hệ thống sạc tự động không dây, la răng 17 inch, hai bô thể thao. Khá là ấn tượng với chiếc xe này. Bốn lốp còn zin theo xe. Xe còn rất là đẹp, nội thất màu kem. Ghế điện, ghế nhớ. Tí đuổi ra bây giờ đây mà. Và thành thật xin lỗi là chiếc xe này vừa về thì máy nó còn rất là hơi bẩn. Nhưng mà về chất lượng xe thì cam kết 100%, máy không đâm đụng, không ngập nước. Máy nguyên zin, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Kia Cerato số tự động 2018 bản 1.6 full đầy đủ, và giá đang chào bán tại Luxury K 166 đường Trường Chinh với giá là 570 triệu. Quý anh chị có nhu cầu thì xin vui lòng liên lạc trực tiếp cho Hiền Kim qua số hotline 0978 607 555.